Nina, chị khỏe không? Hồi sáng em lần đầu tiên em tới cái Utah này á. Xong rồi em tới công ty em thấy chị chia sẻ hay quá. Mê luôn. Vậy chị có thể chia sẻ cho em giống như là chị vô cái công ty này lâu chưa? Thì em lần đầu tiên tới đây rồi. Chị cũng chào em. Cho em với cái câu hỏi của em là chị khỏe không? Thì chị sẽ trả lời với em là chị khỏe, bởi vì chị cũng là cái thảo dược mà chị đã nạp vào cơ thể của chị rồi, thì chị rất khỏe em. Ôi, cảm ơn lời mà em muốn là làm bạn với chị. Nhưng chị là Nga Lê, chị ở Virginia. Em là Linh ở Philadelphia. Chị ở Virginia và chị vào đây tìm hiểu một cái cơ hội này, thì chị cũng được là một năm, và hôm nay là một năm một tháng đúng. Một năm một tháng đúng. Và chị cũng trả lời em là với cái sự mà chị trải nghiệm mà ngày hôm nay chị được kết quả này, thì qua một cái dòng dược thảo mà nó không phải là nó làm cho mình coi như là trị bệnh, mà nó là một cái thảo dược mà nó tái tạo lại trong cơ thể của chị. Thì trước kia với một cái thân hình của chị thì chị rất là buồn, rất là lo âu, bởi vì một cái căn bệnh của chị không có thể tưởng tượng. Chân thì nhức, tay thì tê, mà trong khi cái giấc ngủ của chị nó không được tròn, bởi vì nó có một cái gì đó nó cản trở cái cơ thể chị ngủ. Chị đó làm gì mà chân tay đau ê ạ? Chị làm nail, chị làm nail. Và bạn em cũng là bị đau tay này kia lắm. Chị qua Mỹ 17 năm mà chị làm nail cũng 17 năm. Em nghĩ coi, cứ đường trường mà trên cái nghề nail này, sáng đến tiệm giũa, tối về nhà. Thì một thời gian qua thì cái sức khỏe của chị thì như là nó giống như là nó bị một cái bệnh mà hình như chị không biết được. Và với một cái mẫu người là quá tàn. Dạ, em thấy chị Lê chia sẻ một cái chị post cái hình before and after, em hết hồn luôn, bởi em muốn chạy theo có gọi là chị chủ cái xà phòng gì mà hay quá vậy. Cảm ơn em. Thứ nhất là em thấy chị chia sẻ là chị được giống như các cái khớp tay khớp chân của chị được chữa hết luôn, rồi cái thân hình chị gọn gàng hết nữa. Trời ơi, em mừng quá, em nói nó thảo gì mà hay quá đó, là em muốn được theo chị coi thử hỏi chị là cái cách cái loại nào chị dùng như thế nào, cái loại nào thì chị dùng như thế nào. Cảm ơn em. Chị thật sự mà nói chị cũng không tin cái này, bởi vì khi có một người chia sẻ chị không tin đâu, bởi vì chị cũng là không tin thuốc tây, chị không dùng thuốc tây, nhưng mà chị muốn trải nghiệm để chị biết được cái này nó kết quả được cỡ nào. Thì bắt đầu chị mới trải nghiệm. Thì trước kia chị uống 3 bộ liền là ở đất 30, nhưng chị dùng đầu tiên, cái tháng đầu tiên, chỉ một tháng đầu tiên chưa hết trọn một tháng thì chị đã mất gần 7 phao. Wow. Gần 7 phao là chỉ gần một tháng. Chị chính xác là chị cái gì chị, bởi vì chị không tin, thành ra chị muốn là chị phải có niềm tin. Thì qua một thời gian 3 bộ chị dùng, thì chị dùng đó thì chị thấy sao mà cái con người của chị, những cái bệnh của chị không biết hết lúc nào, chị không hay. Ngủ thì ngủ một giấc ngủ tới sáng thức dậy, sao con người nó nhẹ nhàng, nó không có giống như trước kia nữa. Nhưng mà khi chị uống như vậy thì cái cổ họng chị có khô à, giống như khi nào cũng thiếu nước vậy không? Hay là chị uống nước rất nhiều. Cái trong một cái thảo dược này nó cũng chị cũng tuy rằng chị dùng, nhưng chị rất là tương tác. Chị cũng thể dục buổi sáng cũng là 4 phút. Đơn giản ăn cũng bình thường, nhưng mà với cái dòng dược thảo này nó không cho chị thèm thuồng, hoặc là chị là đói bụng, chị không đói bụng. Nó tự nhiên nó làm cho mình mỗi ngày mỗi khỏe thôi. Vì ngày xưa em có uống dược thảo cách đây 10 năm á, nhưng mà khi mà uống vào á cũng sắp lên mình mà không có biết tên tuổi hay là những cái company nguồn gốc đó. Thì khi mà em được mấy anh chị chia sẻ về cái dòng dược thảo bên công ty Miskin này á, thì em cũng không có tin tưởng lắm. Anh chị em đến đây mắt tận tai nghe, hãy đi cái White House công ty á, xong rồi thấy các khoa học gia có mấy cái phòng nghiên cứu á, thì mình thấy là công ty rất là lớn đó. Rồi bằng chứng sống là chị nữa đó, chị Lê chị chia sẻ và có cái hình before and after đó, cho em thấy wow.
thấy mình thấy cảm thấy lòng tin nhiều hơn. Nhưng mà vì mình chưa có trải nghiệm, mình thấy cái sản phẩm nó không biết là giống cái before mình uống hay không, nó có bị khô rồi bị khao khát á, nó nghẹ không nói được lời thở thôi á. Nó có bị sai cái khác không? Dạ không có gì trở ngại cho chị hết, mà chị chỉ thấy mỗi ngày khỏe. Chị rất cảm ơn những cái câu hỏi của em, và chị được ngày hôm nay thì chị rất là cảm ơn cái dòng dược thảo này. Chị muốn nói chuyện với em, không chẳng những với em, chị muốn những chị em phụ nữ nào và hiện tại và đang tìm hiểu và cái gì mà mình đang lo âu trong một cái sức khỏe, trong một cái dáng dấp mà mình muốn được chuẩn đẹp và có tự tin giống như chị Nga, thì luôn luôn lúc nào mình cũng phải tìm hiểu và trải nghiệm thì sẽ đạt được giống như chị Nga. Đó là điều mà chị muốn nói tất cả anh chị em, không riêng là phụ nữ, anh trai cũng vậy, những anh nam cũng vậy, muốn mình chuẩn và đẹp. Mà Nga cũng nói thêm một điều, không phải giảm cân mà nó còn cho mình được một cái sức khỏe, bởi vì những cái bệnh ngặt nghèo của Nga là đau đớn lắm các anh chị, nhưng mà Nga đã tan biến hết, mà không có gì bằng là mình hạnh phúc mỗi ngày các anh chị. Nếu như chị Nga uống bao lâu, mấy tháng hay mấy ngày tuần mà có hiệu cảm cho mình cảm thấy là cái sức khỏe mình một ngày nó được nâng lên rồi, xong rồi những cái mỡ rồi gì đó nó tan biến hết. Dạ, cảm ơn em. Cái niềm tin của chị là bởi vì chị thật là tin, là bởi vì những cái gì em phải có một cái thời gian, nhưng cái này nó cho chị chưa được tròn một tháng chị đã thấy kết quả. Nhưng mà nếu mà chị bây giờ chị uống từ một năm này rồi, mà nếu mà ví dụ chị ngưng lại thì vóc giá chị có đi lên lại hay tình chị có ấy? Bình thường chị đã thử bởi vì chị rất chuẩn. Chị thử bởi vì chị ngưng gần 3 tháng luôn em. Chị ngưng gần 3 tháng nhưng nó rất là even, cái size even, even không bao giờ lên. Và nó làm cho chị đồ thì gọng mà lại là phao thì nó không tụt nữa. Cái điều lạ đó, bởi vì chị hiện tại chị vẫn dùng, bởi vì chị không ngưng, bởi vì chị nghĩ rằng cái này, loại này, thảo dược này chị đã biết từ nguồn gốc ở đâu, bởi vì chị rất có niềm tin. Thành ra chị muốn chị em mình hãy tin tưởng và trải nghiệm. Nếu những gì mình muốn đẹp, khỏe, trẻ thì cứ trải nghiệm. Rồi, ok. Dạ, hay quá. Hay quá. Cái này là em phải đặt hàng order thôi để trải nghiệm. Em sẽ đặt cho bạn em, là bạn cũng làm nail á, xong rồi bị tê tay lúc mà dù hoài vậy nè. Đó, với mấy cái khớp mà về cuộc sống lưng á. Đó, mà nghe chị chia sẻ là mấy cái đó nó hỗ trợ hết là tuyệt quá, tuyệt vời. Quá. Nếu chị em nào mà được lắng nghe, mà được nghe qua những lời của Nga thì không có cái động lực nào mà cản trở được hết. Phải biết rằng nếu ai còn không có niềm tin, gọi Nga. Nga sẽ nói thêm những chi tiết nữa. Nó còn đưa lại cho một người phụ nữ mình một cái gì lạ kỳ lắm. Các chị em phụ nữ mình. Chị Nga, em có nghe chị Nga chia sẻ là cái khi mà chị uống TR90 đi á, là chị bị cao máu, cao mỡ, tiểu đường á. Mấy cái đó nó giảm hết luôn hả? Hay là chị dùng cái dược thảo á? Không, chị nói đây cho nó rõ thêm một chút nữa. Cái TR90 này khi chị dùng, chị cũng đã hỏi qua nhà bác học nha. Và cũng có cái sự chứng minh rằng là khi dùng cái bộ TR90 nó sẽ hỗ trợ cho mình và nó sẽ tẩy đi những cái độc hại trong cơ thể mình. Mình không lường được là khi mình bỏ tiền ra mà mình được một cái kết quả mỹ mãn, vị chị em mình có thích hay không? Chỉ là bao nhiêu đó thôi. Em cảm ơn chị Nga, chị Nga Lê ở Virginia. Sự chia sẻ của chị sẽ giúp rất là nhiều người phụ nữ, nhưng mà luôn cả các anh. Như chị nói, cái này không phải là sắc đẹp vóc dáng không, mà là cái sức khỏe cho mình, cái sự tự tin và sắc đẹp. Một lần nữa em rất là cảm ơn chị đã nhận lời chia sẻ với chúng em và cũng như tất cả mọi người ngoài kia. Rồi, em cảm ơn chị thật nhiều. Bye bye. Cảm ơn chị Nga nhiều.